quay cho anh ấy nhá. Đầu tiên này, một này, đây là nguồn chung này. Nhớ là đây là A1 là nguồn chung. Chung là chung của điện, của lốc này, quạt này. Đúng không? Còn thằng này là nguồn ăn thẳng, không đi vào bất kỳ cái gì vào cái chân lâu này nhá. Đây là nguồn thẳng này, là nó ăn vào cầu trì này. Và ăn xăng dưới lè, đây là cấp điện ra lốc này. Một chân lốc vào đấu vào đây này. Ở chân chân com này, một chân lốc vào đây. Ăn đấu điện từ con dưới lè cấp điện ra. Đây, chân dưới lè này, com này. Nó cái chân này đây là một chân nguồn từ cầu trì vào đây, là khi mà đóng điện cái thì nó hít sang bên này có điện. Đây một chân lốc riêng, một chân lốc đóng điện riêng này, và một chân lốc vào đây này là hai, đã đủ như này, đủ nguồn 220. Đấy, còn nếu như mà muốn đấu máy một chiều thì chỉ cần đấu vào chân một chân chung của lốc vào đây, một chân chung của quạt vào đây, và chân quạt vào chân lốc này, là khi lốc chạy là quạt chạy. Thế là để cắm điện, và hai là tìm nguồn chung, dây chung đây này. Chân trung đi từ đây nhá, lò này, nó sẽ đi thẳng từ đây về đến đây. Pan này, pan là quạt. Thì thằng đỏ này là thằng dây trung, thì bắt buộc là phải lần đúng dây trung nữa. Lần đúng dây trung đúng không? Quạt này, đúng không? Còn hai đây là hai chân tốc độ, kệ nó, mình không quan tâm nhiều. Quan trọng là lần đúng cái dây trung trước. Lần đúng dây trung thì còn cái dây đây là chân pan này, là đây máy mạch này, chế máy hai chiều. Thì cái chân này thì để đấu vào chân một chân quạt. Vì ngoài bốn có cầu có bốn chân, thì một chân quạt. Đây là dưa le này đóng cho van đảo chiều, thì nó cũng vẫn sẽ phải có một chân chung, một chân chung đưa vào đây thì mới đủ. Quạt này, van đảo chiều này, lốc này là đủ ba chân đi vào đây thì mới đủ. Còn ở đây là chân này là chân chờ khi đóng cấp điện, mạch cấp điện ra đóng điện tí sẽ thử. Còn chân này là chân cắm cả cảm biến, cắm cái vẫy này, vẫy này có thể cắm chân trên thì không vừa thì có thể cắm chân dưới nhé. Hai cái chân này nó lối cho nhau là một. Nếu cắm vào cái chiều này, cắm cho nó xuống. Nghe thoại đi em ơi. Hoàng ơi. Cắm chiều này không được thì cắm ngược lại, đào ngược lại để đúng chân này được. Cái chân này cắm xong, tức là mình sẽ cắm hàng trên và hàng dưới như nhau, để bên cạnh để ý xử lý sau. Còn cái này cảm biến đồng này, cảm biến ga này, lắp vào dàn này. Con này cảm biến phòng hay cảm biến nhiệt độ, đủ nhiệt độ nó ngắt rồi đóng ngắt. Con này gọi cảm biến rồi thì cái thằng này phải để xa dàn lạnh đi nhá, không để chạy tí nó ngắt nhá, hoặc để xa hẳn ra đấy. Thằng này phải để cảm, đừng để, nếu thằng này không để sát vào là nó cũng sẽ ngắt. Bảo anh gửi vào Zalo, gửi Zalo 58 ấy, thì là cắm một chân chung. Còn tụ quạt này, tụ quạt con này thì nó ghi này, nó ghi con này là 1,2 mm này, đúng không? Con này có thể thay còn con 1,5 mm vào đây vẫn ok. Như đây tụ trên này nó ghi là 275 AC, thì mình thay cho nó con 450 bình thường. Không, còn lần con tụ như này là nhiều khi không có, hoặc nó rất mất thời gian thì đóng con tụ 1,5 mm giống như con này. Đây giống con tụ này, là nó là 1,5 mm 450V. Đóng thay con này được, được. Nếu con này chết thay con này vào, thay con này vào sẽ khỏe hơn con này, điện áp ổn định hơn con này. Đấy nhá, không bỏ đi lần mãi không thấy đâu cả, nên là đóng con đấy vào thay vào được. Còn dưa le này thì nhắc lại là dưa le này, dưa le cấp điện cho quạt này, dưa le cấp điện cho van đảo chiều này, nguồn ăn thẳng này, nguồn chung này, chung thì có quạt này, lốc này, van đảo chiều này, ba thằng chung vào đây nhá. Còn đây là chân chờ cấp lốc, các cái chân này chân chờ cấp điện ra ra lốc. Bây giờ để thử á, bây giờ cắm quạt vào xem quạt không chạy nữa. Nếu như trong trường hợp mà chân đen này là chân trung mà mình cắm vào đây, chân đen này là chân trung đúng không, từ mạch cũ nó rút ra đen trung thì phải đảo giữa thằng đen với thằng đỏ cho nhau để cắm được về đúng chân trung. Đấy, đảo cho hai thằng này cho nhau là đúng, hoặc thằng này đảo ngược sang này thì đằng trong này nó có cái lẫy. Còn nếu mà không cảm hay không đẩy được lẫy ra thì cắt xong đấu sang đây không ảnh hưởng gì cả nhá. Nếu mà không rút ra thì cắt đấu luôn cho nhanh, cắm điện vào đây. Thế thì so với cái mạch này, đây là cái mạch nguyên bản, đây là một chân này chân trung này, chân này chân trung trên trắng này, hai chân này cấp điện ra lốc này, cấp điện ra lốc và van đảo chiều và quạt này. Thế thì chân này chân trung thì đây trắng nhá, trung nhá, thì lật ngược lại này, đây chân trung này lật ngược lại là mạch này, đây này thì đo này, đo van đảo chiều thì để lần đúng thằng này thằng chung đúng không, lật ngược lại thì mình sẽ đo được hai chân này, đó là một, đây là chân chung rồi, đo sang chân này nó không lên, chân này nó không lên,
thì chân này là chân trung. Như lặp lại vấn đề, như nếu như cắm thằng này sang đây, đấy, cắm thằng này sang đây thì thằng đỏ lại vẫn là thằng đỏ lại vẫn là chân trung, đúng chưa? Vẫn vào đưa vào chân này thì thằng đỏ vẫn là chân trung, thì mình không phải đảo cái gì hết, thì cứ cắm phát nó sang lan ngay nhá. Còn nếu không được thì mình phải đảo. Nhưng mà đấy là giải thích rồi, nếu như chân trắng này mà nó là chân trung thì đảo thằng đỏ này sang thằng trắng vào thằng đỏ nhá. Đấy. Còn ngược lại thì cái chân này chân cầu trì, chân này chân nguồn, thì như bo này là nguồn này, đây là một bo nguồn, rút rắc thằng này ra nào. Đi là đây là một chân cấp nguồn, đây chân này chân nguồn này, một đây là chân nguồn ăn thẳng này, nó không chung cái gì đâu nhá. Thì mình đo đây mà vào chân cầu trì luôn, đúng không? Đây là chân này, chân cấp lốc này, nó chờ đây, từ đây chờ đây này, chân này chân cấp lốc. Hôm là tí nó về chân nào rút của chân này ra thì cắm vào chân này là xong, hiểu chưa? Chân này rút của chân dây le này cắm vào đây, chân này rút của chân dây le này thì cắm vào chân này, cắm vào chân ăn thẳng, không phải chân chung mà cắm thẳng vào chân này, chân nguồn vào này này, đúng không? Hai con này thì là nếu như rút ở cái chân này ra, chân rút ở chân chân nguồn vào này, cắm vào chân nguồn vào đây, chân nguồn vào là chân này, đúng chưa? Cầu trì đây, nó đi vào đây là chân này, thì về cắm đúng cái chân này, cắm đúng cái chân cầu trì này. Còn cái chân lốc bên này thì cắm đúng cái này là ok. Còn cái van tiếp theo, còn cái chân đây là van đảo chiều, van đảo chiều tí về sẽ hướng dẫn trên máy là xem là cái van đảo chiều thì cứ đo dây. Đầu tiên về là cứ cắm đúng như này đã, xem nó chạy không. Nó sẽ nếu như lốc chạy rồi mà quạt không chạy thì đảo hai dây này cho nhau nhá, đảo hai dây này cho nhau đấy. Đảo đầu tiên về đo dây, đảo hai dây này cho nhau. Còn đâu là cái so với cái mạch này thì là sẽ cắm trực tiếp cái mạch này, cắm quạt đây. Còn khả năng là con quạt cứ vẫn đúng ấy, không phải về chưa chắc phải đảo nữa, cứ phải xem là đúng cái mạch trên hay đảo. Bây giờ để cắm điện đi, từ từ đã. Cắm điện, muốn nó chạy ngay bật giảm cái điều khiển xuống 19 độ, giảm nhiệt độ thấp nhất. Còn nếu muốn chạy nóng thì ấn vào mô đen này, chuyển chế độ chờ nóng, chạy tốc độ nhiệt độ phải 30 độ thì mới cấp nóng. Còn muốn chạy lạnh thì phải chuyển về 19 độ thấp nhất, sau đó khi mình chạy ổn định rồi thì mình tăng lên. Đấy, bật cắm điện đây. Rồi. Quạt chạy chưa? Đấy, nếu đúng như thế phải cắm phát là quạt là nó sẽ chạy luôn, không vấn đề gì cả, đúng không? Thế là để nguyên để so đo xem điện trong cấp lốc được không? Điều chỉnh quạt này. To nhỏ điều chỉnh đây. Khỏe này. Mình cho nó về nhỏ thôi, chạy nó đỡ rung. Thế là đo để xem là nó cấp điện ra lốc hay không. Phải đo được đã, không lại đến về không đo được thì chịu chết, đúng không? Thì đây là bản thân là đo là đây lại là thằng này đủ điện 220V này này, đây nguồn vào này đúng không, đủ này. Thế là đo giữa chân này với chân này xem có điện không, chưa có điện đúng không? Tắt này, tắt cái điều khiển đi xem nào. Rồi hết điện đúng không? Đấy, bật điện lên.